nay mình 10 tuổi, học lớp 4 và mình đang học ở trường quốc tế Việt Úc. Lớp nào? Con học lớp mẹ hả? Và mình sẽ học lớp mẹ ở Austin. Rồi. Và sau đây tranh của tớ sẽ vẽ chủ đề về Tết. Tết có rất là nhiều thứ, ví dụ như mọi người xung quanh rất là đầm ấm và có những chỗ đồ bánh trưng rất là ngon. Rồi, tiếp đi con. Và có cả mùa lân, đó chính là tượng trưng cho cả ngày Tết luôn. Ừ. Tết cũng có cái mùa lân luôn. Và mình vẽ cái bức tranh này là để mọi người có thể có một ngày Tết được nghỉ rất là đầm ấm với gia đình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã nghe vài chương trình của tôi và hy vọng nếu sau khi các bạn nghe xong nhìn thấy bức tranh này, các bạn có thể nhìn được một gợi ý nào đó cho cái bức tranh để có thể giúp cái tranh vẽ một mình đẹp hơn. Thầy cô và các bạn, mình tên là Hoa Phương Lê. Mình tên là Phan Quỳnh Anh. Năm nay mình chọn học lớp ở tranh của mình vẽ có một bạn gái đang ra trồng cây hoa đào và có một chú chim con. Hết rồi thì con chúc mọi người. Mình chúc mọi người năm mới mạnh khỏe. Nhìn vào đây con. Năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.